chuyên làm máy Novadat 125 tại tiệm sửa xe Khánh. Đây máy Novadat anh em ha. Cái lồng bị xước với tông bị hư rồi nha em. Mày giờ đi làm lại ha. Viên còn dọn mới luôn nha nè. Novadat 125. Xe này ở Củ Chi nha anh em. Củ Chi. Thời gian làm mới viên một con mới luôn khoảng 1 tuần nha nè. Anh em tới địa chỉ 462/15 3/2 phường 2 quận 10. Bánh xe ha. Ngay góc ngã tư Thành Thái 3/2 nha anh em. Đây, có nhận nguyên xe làm mới thì giao cho anh em luôn. Anh em chỉ cần để xe tới tiệm là bữa sau tới là thấy xe như mới nha anh em. Người cục máy anh em ha. Rồi xi lốc máy mới rồi bắt đầu mới làm máy luôn nha anh em. Hai lốc máy nè. Xi màu inox luôn nha anh em. Mà rôm nha anh em. Rồi, chào tất cả anh em ha.